Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6 năm 2022, theo thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh, một bệnh nhân nữ 29 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đang súc miệng thì bị sặc, ho nhiều, sau đó ho khan kèm đau ngực, đau tăng khi hít vào. Bệnh nhân đi nội soi thực quản dạ dày tại một cơ sở y tế nhưng không phát hiện dị vật. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng răng rít phổi, chụp CT scan ngực, phát hiện dị vật kim loại trong phế quản thùy dưới, kích thước 12mm. Bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm tiền phẫu, giải thích tình trạng bệnh cho người nhà và chuyển phòng mổ soi kiểm tra dị vật. Khi soi vào phế quản tới gần thùy dưới, bác sĩ phát hiện dị vật là răng có 3 móc sắt, kích thước 2mm, vùng có dị vật nề nhẹ, rướm máu. Bệnh nhân cho biết đã làm răng giả bọc sứ được 3 năm, cứ mỗi năm bị lung lay thì chỉ đi dán lại. Do đó, trong lúc súc miệng đã vô tình làm răng rớt ra, rơi vào phổi. Theo bác sĩ, thường dị vật đường thở hay gặp ở trẻ em dưới 2 tuổi với tỷ lệ lên 80%. Ở người lớn, tỷ lệ này chỉ khoảng 5-6%. Riêng dị vật đường thở răng giả cũng khá hiếm gặp. Tuy nhiên, trường hợp này răng lung lay nhưng bệnh nhân chỉ dán lại. Các bác sĩ khuyến cáo với các trường hợp bọc răng sứ làm răng giả khi có vấn đề cần làm lại răng, tìm phương án cố định tốt hơn, không nên chủ quan dẫn đến các tình huống đáng tiếc. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.